Ba vấn đề chính được đưa ra tại tọa đàm là quy mô thị trường, áp lực sau năm 2018, xóa bỏ hàng rào thuế quan của ASEAN và ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển. Khó khăn lớn của nhiều doanh nghiệp hiện nay là sản lượng, quy mô nhỏ nên khó đưa ra giá cạnh tranh vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn nhận định cơ hội dành cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều. Vì vậy, rất cần sự đồng bộ hóa giữa các nhà sản xuất linh kiện. Bây giờ thì một số cái linh kiện như xe máy và một số linh kiện nhỏ ô tô thì mình tham gia được rồi. Nhưng còn một số linh kiện lớn, chi tiết to ấy, thì và đặc biệt là một số cái chi tiết về động cơ và cái chi tiết khó thì mình chưa tham gia được. Cái cơ hội của mình sẽ rất là có nhiều nếu như mình tham gia vào cái chuỗi của các nhà cung ứng của trong và ngoài nước. Các chính sách của nhà nước hiện nay là tập trung phát triển dung lượng thị trường đủ về quy mô để thực hiện công tác nội địa hóa. Chúng ta cũng đã có quy hoạch chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô, các chính sách về thuế để tập trung vào dòng xe nhỏ, thân thiện môi trường. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ nội địa hóa theo quy hoạch vẫn tương đối thấp. Cụ thể với loại xe con khoảng 10-20%, xe buýt hơn 30%, xe tải 40%. Có cái tức là các thị trường khác nhau là có tính chất là đắp bù các cái thiếu hụt của nhau là chủ yếu. Và dòng xe chúng ta tập trung vẫn ở các dòng xe nhỏ, có dung tích nhỏ và thân thiện môi trường. Và hiện nay thì theo cái tăng trưởng ấy, thị trường trong 3 năm vừa qua ấy, từ khi mà ban hành chiến lược và quy hoạch ấy, thì chúng ta có định hướng rất là rõ ràng và tăng trưởng mỗi năm rất là cao, mỗi năm khoảng trên dưới 20% về dung lượng thị trường trong nước. Vì vậy, để đạt được tiêu chí về nội địa hóa, hưởng ưu đãi trong khung thuế quan FTA, TPP thì các doanh nghiệp và ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần nỗ lực rất nhiều. Bên cạnh đó, chính phủ và doanh nghiệp cần có sự phối hợp để vượt qua bước rào cản này bằng chính những nỗ lực từ bên trong.